Hello cả nhà, xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục sức khỏe. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về công dụng của cây đào tiên. Cây đào tiên được người Việt dùng để làm cảnh, trang trí trong sân vườn. Tuy nhiên, theo đông y thì đào tiên cũng chính là một vị thuốc quý hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh. Đào tiên mà chúng tôi nói đến đây không phải là loại trái đào mà có màu hồng đẹp mắt giống như trong những bộ phim thần thoại, hay là cây đào tiên được người Việt Nam trồng có trái màu xanh tròn to như quả bưởi và lớp da căng bóng. Cây đào tiên cho rất nhiều trái tròn như những quả cầu xanh, giúp sân vườn thêm tươi tắn. Sau đây mình sẽ giới thiệu một số đặc điểm về cây đào tiên. Thì cây đào tiên là loại cây thân gỗ có lá xanh đậm, cứng, lá mọc thành vòng. Và cây đào tiên nở hoa đơn độc, to và có mùi hôi. Trái đào tiên căng tròn, nhẵn bóng và có màu xanh tươi tắn. Khoảng vào tháng 10 đến 12 mỗi năm thì trái đào tiên sẽ bắt đầu chín. Khi thu hoạch quả đầu tiên có thể dùng tươi hoặc phơi khô để dùng dần. Muốn phơi khô quả đầu tiên, bạn chỉ cần bổ đôi trái ra, bỏ lấy hạt, lấy phần thịt bên trong rồi thái lát phơi khô. Còn quả đầu tiên thì mang đến công dụng gì cho sức khỏe? Thì theo như kinh nghiệm dân gian, quả đầu tiên được dùng với những mục đích như sau: điều trị ho, viêm họng. Thì bạn chỉ cần dùng cơm trái đầu tiên để đun thành siro chữa ho. Thứ hai, tăng cường tuổi thọ. Thì đúng như cái tên gọi của nó, quả đào tiên có thể dùng để tăng cường tuổi thọ. Trái đào tiên khi chín sẽ bổ ra, bỏ hạt và ăn như một loại trái cây thông thường. Sử dụng trái đào tiên thường xuyên sẽ cải thiện sức khỏe tốt, tăng cường tuổi thọ. Đồng thời loại quả này còn rất tốt đối với người suy nhược cơ thể, giảm sinh lực. Và thứ ba đó là chống táo bón, nhuận tràng. Đào tiên xanh khi hái thì lấy phần thịt cơm bên trong, có thể kết hợp với một số vị thuốc khác. Công dụng chính của phần thịt cơm quả đào tiên đó chính là hỗ trợ cải thiện tiêu hóa, nhuận tràng, giảm tình trạng táo bón. Thứ tư, tẩy độc đường tiêu hóa. Dùng 600g cơm trái đào tiên, 500g rượu gạo chưng cất truyền thống. Ngâm rượu gạo cùng với đào tiên trong khoảng 1 tháng là dùng được. Mỗi lần muốn dùng để tẩy độc đường tiêu hóa, chỉ cần lấy khoảng 20ml rượu uống là được. Đây là quả đào tiên ngâm rượu. Thì quả đào tiên thường dùng để ngâm rượu giúp bổ ích sức khỏe và trị ăn kém, mất ngủ v.v. Bằng cách là hái trái đào tiên có vỏ còn xanh chuyển màu, để xuống chúng ta phơi nắng cho nó chuyển sang màu đen, và đập lấy phần thịt bên trong cũng màu đen để ngâm rượu. Thì cứ ngâm 200g thịt đào tiên kèm với 10 trái chuối phơi khô, gọi là chuối hộp đó các bạn, đem ngâm với 2 lít rượu ngon và ngâm trong 10 ngày có thể lấy ra dùng được. Mỗi ngày dùng thì dùng 3 lần và mỗi lần một ly nhỏ 30ml dùng trước bữa ăn. Tiếp nữa là theo kinh nghiệm dân gian thì dùng đào tiên để trị đau lưng khớp, tê thấp thì mình đã chia sẻ ở phần trước của video. Dừa trái đây. Trái này không phải trái dừa, trái này là trái đầu tiên. Đây mình lấy ra mình làm mứt ăn. Quá trời nhiều luôn nè. Không hợp luôn. Dừa ăn to nè. To dừa. Nhìn to dừa như vậy. Thảo chị tưởng đâu là trái trái dừa. Cái này nó già chứ ta? Đây là cây chuối hộp nè mọi người, cây chuối hộp mình. Cái chú hộp nhà mình nè. Đó. Rồi mình đã chặt cái cây đi rồi, giặt cái cây này về cái buồng nè các bạn. Đây là chú hộp mình chặt rồi mình phơi rồi mình bỏ vô, cái mấy cái này nó chưa có chín, mình để vô bọt mình ủ cho nó chín nè mọi người. Còn đây là mấy trái này nó đã chín mướp rồi nè. Đó. Chú hộp nhà mình trồng đấy. Mấy trái xanh hôm bữa giờ mình đi phơi cho nó đang thui lùi, đang thui gì nè. Xong rồi mình mới ngâm rượu được. Đập vỏ cứng hết xíu nha.
Wow, wow, ngon quá. Ngon quá. Ngon không vậy? Ngon. Ngâm. Ngâm 200g này hả? 200g này với một với 10 miếng chuối hột. Với 2 lít rượu. Nó khô lại nó thơm ha, thơm bốc mùi nghe thơm biết luôn. Nè, không uống rượu mà đủ đủ loại rượu, thứ gì cũng có. Đây. Cái này lâu mà. Cái nào? Không không rồi. Đem mặt đồ lâu, nó cũng đen vui đó. Con bé không rồi.
Hôm bữa nó có một trái á rồi, một trái á rồi. Mẹ no. Trái nào? Nó. Trái này nè. Có cái màng này luôn nè. Áo nè. Nó mới khô quá chứ anh nói. Hộp cứ hộp luôn. Này rồi. Chú để hỏi mình ép nè. Khô vậy nè. Giờ mình khỏi cần phơi, ấy khỏi cần nướng không phải không? Để gì luôn phải không? Lấy cái này ra. Có điếm không? Heo này khủng khiếp to luôn nè mọi người. Cái này điếm không anh? Để không điếm nhiều trái vậy hả? Thường là 10 trái 200 gram đó mà này. Chắc để vô hết luôn cho 10 lít rượu luôn hả? Cái keo này 10 lít hả? 10 lít. 6 trái đó. Điếm cái này như miếng. Để vô luôn ha. Để 10 trái thôi. Vô hộp ít thôi. 4. Vừa vừa. Quá trời ép nhiều gì rồi sao? Nó khác. Còn nhiều để mà. 6. Chắc mười trái vậy đó mà thấy mấy trái nhỏ nhỏ rồi lấy thêm mấy trái nữa đi, 15 trái đi trả giá. Rồi wow. đây chút vô này. 6 trái này cũng 6 trái này bự nè, nhiều nè, nặng chứ đâu ấy đâu. Wow. Mấy nhiêu số hộp vậy? 15 miếng. Để 5 trái nữa đi. Tại em thấy trái nó hơi nhỏ nhỏ để thêm. Rồi. Mấy miếng rồi? 20 rồi đó. 20 miếng chuối hộp. Rồi, gì đủ rồi đó. Rượu anh đâu? Quay ngay. Rồi. Gai đúng không? Nguyên chú hộp đây là nhiều dữ lắm luôn nè mọi người. Hôm bữa ra đâu 6-7 nải nhiều luôn á. Này chắc ngâm cả 100 lít rượu. Giờ dư rồi để ông bé tiếp tục đổ rượu vào. Keo này 10 lít. Cái keo này 10 lít ha, là 12 cho anh. Sao thấy to vậy? 10 lít. Rượu này là rượu gạo hả? Rượu gạo. Cái gì bỏ? Rượu gạo loại ngon nhất đó mọi người. Cái gì là rượu gốc hả? Không, rượu gạo 30 độ. Dạ 30 độ. Ủa. Nướng chuối là nó sẽ có cái màu đỏ đỏ phải không? Ừ. Còn này không nướng, để nó không, ra tự nhiên. Không nướng nó ra tự nhiên nó ngon hơn. Nướng nó tạo màu mà không có được gì. Nóng luôn. Thôi hả? Rồi. Đâu đủ 10 lít. Cái này xong rồi mình đợi lại thôi. Bao nhiêu ngày mình mới uống được ta? Không cỡ tao nói 10 ngày mình để 20 ngày cho nó chắc ăn. Mình đâu có uống đâu, mình để đi. Càng lâu càng tốt phải không? Ừ. Đó. Xong thế là có một keo rượu đào tiên rồi đó mọi người. Thấy là ngon luôn. Không uống được rượu mà không biết rất là ngon. Nó thơm. Thơm hùng phức. Và sau đây là một số tác dụng của quả đào tiên và một số lưu ý mình sẽ chia sẻ với mọi người. Về những cái tác dụng thì tốt phổi nè, trị chứng kém ăn, mất ngủ nè, trị đau lưng, đau nhức xương khớp, tê thấp, làm si gô có thể làm uống để trị hết ho, ho có đàm đó mọi người. Nhưng bên cạnh đó thì lại có một số lưu ý nhỏ như sau. Thì trong quả đào tiên có một lượng độc nhỏ nhưng không đáng kể. Khi mà một số loài động vật khi ăn trái cây, trái đào tiên thường bị say hay còn gọi là choáng.
Tuy nhiên, khi mà các bạn đem ngâm với rượu thì lượng độc tố nhỏ đó không có ảnh hưởng gì. Vì rượu có tính trung hòa, khi ngâm vào lượng độc tố đó sẽ không còn đáng kể. Và tuy nhiên, nếu các bạn cần uống cho đúng cách, đúng liều, không nên uống nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn về điều kiện bảo quản và cách dùng rượu đào tiên như thế nào, thì sau khi chế biến rượu đào tiên xong, đến bước bảo quản như hướng dẫn, thì chúng ta làm cho sao cho nó có hiệu quả và chúng ta sẽ có một bình rượu đào tiên tốt. Thì điều kiện bảo quản đó là tránh ánh nắng trực tiếp, khô ráo thoáng mát, để nơi nhiệt độ rơi vào khoảng dưới 25 độ thì tốt nhất. Cách dùng quả đào tiên sao cho hiệu quả thì chúng ta uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn và uống trong 2 tháng. Và thường thì chúng ta uống khoảng 2 tuần đã thấy hiệu quả. Và lưu ý là không nên uống quá liều, chỉ định 100ml thì sẽ làm phản tác dụng. Nếu như chúng ta uống nhiều quá thì nó sẽ không còn là tốt nữa các bạn, và nó sẽ phản tác dụng lại. Cuối cùng, xin chúc mọi người, chúc các cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn được thành công và có nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.